Ui chú chó mẹ ơi, đẹp gì mà đẹp thế? Rồi ôi nhìn thì thích thôi rồi, xanh từ vỏ hộp, xanh vào đến tận thiết kế của chai như thế này. Đây. Đẹp như thế này thì cưỡng làm sao được, giống cái mùi à giống cái màu ở trong background anh em. Và chắc chắn đây là con tôi sẽ mua gốc về để bày với bốn con còn lại trong bộ sưu tập này. Và thường thì tên hay, thiết kế đẹp, mùi của nó thì thường thường bị ngược lại. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau khám phá về em nó, về cái tên, về perfumer đứng sau, cũng như là mùi hương này nếu như xịt thì sẽ xịt vào thời điểm nào cho hợp lý. Và cùng nhau khám phá Blue Moon Jingle Dash của Kilian mới ra mắt nha. Đầu tiên thì Blue Moon mới được ra mắt vào năm 2023 và nó nằm trong bộ sưu tập The Liquors. Và bộ sưu tập này thì đã có 4 mùi hương từ trước. Blue Moon thì theo như mình đọc là nó là mùi limited, nhưng mà tôi thấy hàng đời này về rất là đều. Và trong bộ sưu tập này thì có những cái tên rất là nổi tiếng, thí dụ như kiểu là Angoisse, một trong những cái mùi hương mà mùa đông ai ai cũng nhắc tới. Ngoài ra thì còn có Rowan Eye là một cái mùi hồng dành cho nữ thì mình cũng đã review rồi. Và bên cạnh đó thì còn có Lavette và có Apple Brandy. Nếu như có dịp thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về hai cái mùi hương còn lại này. Và đây là mùi thứ 5 nằm trong bộ sưu tập đó. Và perfumer là mùi hương này không phải là Kilian Hennessy mà bà là Sidonie Lachaise. Đây là một perfumer khá nổi tiếng với những cái sáng tạo chủ đạo về rượu. Các bạn có thể dễ dàng tìm thấy tên bà ở trong cái chai nước hoa Chase to Heaven của Kilian, trong mùi của Black Phantom rất là đình đám. Ngoài ra có một nhà nước hoa mình cũng rất ấn tượng về bà làm, đó chính là con 1270 của nhà Fapin, một cái mùi rượu trái cây cũng rất là đáng để thử. Nhưng mà ở Việt Nam thì con đó hơi khó kiếm. Nói về cái tên Blue Moon này, đây các bạn có thể nhìn thấy Blue Moon nhé. Thì Blue Moon được lấy cảm hứng từ một cái loại cocktail, nó có tên là Blue Lagoon. Và cái loại cocktail này thì nó rất là nổi tiếng và lịch sử đã rất là lâu đời, khoảng tầm 60 năm trước nó đã được phát minh ra. Và cái nguyên liệu chủ đạo của Blue Lagoon này thì nó là rượu vodka kết hợp cùng với rượu màu và cái nước chanh pha loãng. Và cái ly cocktail Blue Lagoon này các bạn cũng có thể dễ dàng search thấy. Và cái đồ uống Blue Lagoon này thì được lựa chọn là một trong những thức uống giải khát để có thể uống nhâm nhi và tăng cường sinh lực. Và đây cũng là một cái đồ uống cực kỳ nổi tiếng, nếu như có dịp thì anh em cứ thử đi. Và đặc biệt là với những bạn nào mà thích cái màu sắc đẹp từ những ly cocktail cho đến cả những cái chai nước hoa như thế này thì chắc chắn các bạn cần phải thử qua em nó. Ngoài ra thì con Kilian Blue Moon này hoàn toàn có thể refill được, có nghĩa là như những sản phẩm khác ở trong cái dạng cái line The Liquors thì các bạn cũng có thể mở ra như thế này. Đó, này. Ok chưa? Đấy. Đó, refill được. Ok nhá. Và một cái điều rất hay ho mình khám phá ra, đó chính là nếu như các bạn nhìn từ dưới chai lên như này thì các bạn nhìn thấy màu xanh nhá. Nhưng nếu như các bạn nhìn ngang thì các bạn không thấy rõ. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn từ trên xuống thì nó lại rất đậm xanh. Thế là thỉnh thoảng với những cái video mình quay trên TikTok ấy, thì mình cứ dơ dơ các bạn, ôi đẹp thế đẹp thế. Nhưng mà nó đẹp thật, thực sự nó rất đẹp. Còn một cái vấn đề mà mình rất là ghét ở những cái chai trong cái bộ sưu tập này, đó là cái nắp của nó không hề chặt một chút nào. Các bạn cầm này, nó rất lởm ấy. Nếu như mà nó thực sự kiểu chắc chắn một tí hoặc là có một cái nấc thì có lẽ là sẽ là điểm tuyệt đối luôn. Đó là về thiết kế của em nó. Thế thì mùi hương của em nó như thế nào? Thứ nhất mình phải chia sẻ một điều rằng, tại vì cái nguyên liệu làm ra cái ly cocktail Blue Lagoon đó chính là rượu vodka, rượu màu và cái mùi của chanh rất là rõ. Thế nên mùi hương này khi các bạn xịt ra các bạn cũng sẽ cảm nhận thấy những cái nét đấy cực kỳ rõ rệt. Đầu tiên đó là mùi của vodka. Nếu như ông nào chưa biết mùi của vodka như nào thì hãy mạnh dạn ra mua cái can vodka Hà Nội. Ngày xưa thì khi mà tôi đi lính thì tôi được uống cái bộ môn vodka Hà Nội pha với khá là nhiều những cái thứ khác nhau. Nhưng điển hình đó là vodka Hà Nội pha với bò húc, hoặc vodka Hà Nội thì sẽ đổ vào một cái bát ô tô có lót túi ni lông để đá ở dưới và có thể cho dưa chuột vào trong. Thì cái mùi hương này các bạn sẽ nhận thấy một cái nét đắng đắng
và cái nét hơi lờ lợ đến từ dưa chuột. Cái combo này nó rất thật, nó đúng kiểu cái cảm giác khi mà chúng ta nhấp những cái ly rượu vodka đầu tiên ực một phát thì cái cảm giác đắng hết cả cuống họng lên rất là rõ rệt. Thì cái mùi hương này khi các bạn xịt ra nó sẽ lên cái nét đắng như thế, và nó sẽ có một cái nét rất là tươi đến từ dưa chuột nữa và hơi lợ lợ nữa. Và cái nét này nó làm mình liên tưởng tới một chút Ronai của Kilian, hoặc có thể là một cái chai nước hoa cũng rất là đình đám, đó là vodka on the rock. Và đó là cái nét mà mình thấy rằng là nó không hề dễ ngửi một chút nào. Nhưng mà nếu như bạn nào mà kiểu thích một cái mùi nó phải nịnh đầu đến cuối thì chắc chắn rằng là con Blue Mon này không làm được điều đó. Tại vì mới đầu nó khá là đắng và nó cứ lờ lợ làm sao ý, tại sao nó không nịnh như những cái mùi khác. Thì đây là một trong những con như vậy. Nhưng mà khoảng tầm nửa tiếng cho đến 45 phút sau, khi các bạn mặc cái mùi hương này lên ra thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có sự biến chuyển. Cái nét đắng nó sẽ dần dần dịu xuống, cái nét của dưa chuột lờ lợ nó cũng sẽ dần dần gọi là mờ về phía sau. Lúc này thì các bạn nhận thấy một cái mùi cay tươi của gừng xuất hiện rất là rõ rệt. Cái cay tươi này nó kết hợp thêm một chút ngọt ngọt chua chua của Ambosan. Lúc này thì nó làm cho mình nghĩ tới một cái chai nước hoa cực kỳ là quen thuộc, đó là Dior Homme Sport. Và cũng có thể nghĩ tới cái nét Ambosan đến từ những cái nốt hương như kiểu là Timichu Iman hoặc là con Mont Blanc Explorer, nhưng mà ở đây thì gừng tươi hơn cũng với cái nét xanh nữa đó. Và lúc này thì nó như kiểu là mình đang ngồi ở cái quầy cocktail, và sau khi mình làm thử một cái ly vodka riêng thì bạn ấy bảo là thôi anh đừng uống như thế, uống như thế chỉ có ngồi đi kiểu anh em sát phạt nhau thì mới uống như vậy thôi. Còn nếu như mà anh muốn uống vodka thì để em pha cho. Và bạn ấy sẽ sử dụng vodka cùng với một chút gừng và một cái nét ngọt ngọt để pha lại với nhau. Và nó tạo nên một cái mùi hương có cái chiều sâu và vừa có một cái cổ hợp chua chua, đắng đắng, ngọt ngọt, rất là hấp dẫn. Và càng về sau ở trên da thì Blue Mon này lại càng có xu hướng rất là nịnh mũi. Và có thể nói rằng là nó ở trên da mình ấy, nó như kiểu một cái lớp thạch rất là trơn, vỏ ngoài rất là trơn tuột, ở trong thì nó có một chút nhân rượu hơi đắng đắng nhẹ. Và khi mà mình sờ vào xong rồi mình cắn vào thì mình có cảm giác cái rượu này nó sẽ ngập vào và nó có cảm giác say. Và nếu như để so sánh em nó với Dior Homme Sport thì cái phiên bản này là một cái phiên bản làm điềm đạm hơn này, mùi hương cũng có phần chậm rãi hơn, cũng như là có chiều sâu hơn chứ không sáng bùng nổ và năng động như là Dior Homme Sport. Thì đó là một cái điều mà các bạn cần biết nếu như các bạn thấy mùi hương này quen, hoặc là có đọc vài cái bài review có gợi nhớ tới Dior Homme Sport. Tóm lại là nếu như ông nào đi lính thì chắc chắn rằng các ông sẽ thấy mùi hương này cực kỳ là quen thuộc. Mùi vodka pha với dưa chuột, về sau thì ngọt ngọt bắt đầu bon miệng là cứ nốc thùng thụp thôi. Về tổng hòa đối với mình thì Blue Mon của Kilian ấy, lần này nó có một cái top note không nịnh mũi tất cả số đông, nhưng mà dry down thực sự là nó rất 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 ăn tiền. Mình có mang cái mùi hương này đi để cho những anh em trong hội nước hoa thử thì anh em bảo là vâng, con này ok phết đấy anh ạ, khả năng là cũng sẽ trở thành quốc dân thôi. Đó, đây là mình xin đánh giá của những anh em chơi cùng, tại vì anh em cũng rất là tò mò về mùi hương mới và luôn miệng có một câu đó là khen về ngoại hình quá quá đẹp. Ngoài ra thì tôi có xịt mùi hương này một hôm đi uống cà phê và cũng được khen rất nhiều và ui mày xịt mùi gì thơm đấy, anh ngửi mùi lần đầu tiên. Đó, thì đây là cái chia sẻ cảm nhận khi tôi mặc mùi hương này để cho những người khác ngửi. Nhưng có một cái mà tôi cảm thấy chưa đã, chưa đủ, đó là mình cũng mong chờ Blue Mon của Kilian là một trong những cái mùi có thể gọi là thoát ra được cái nét Ambosan cùng với cái hơi hướng kiểu làm rượu vodka. Vì cái hơi hướng kiểu này thì mình đã gặp khá là nhiều rồi, chỉ đơn giản là nó làm có tròn trịa hay không thôi, còn gần như là không có một cái gì nó đột phá mới mẻ cả. Và với cái góc độ của mình ấy thì có bảo là kiểu thích đến nỗi là mua ngay lập tức không, như một vài mùi kiểu thích cái quất luôn, thì đây không phải là một trong những cái mùi như vậy. Nên là với những người chơi thì mình cũng khuyên anh em là nên thử trước khi mua. Tại vì mùi này thì có thể nhiều anh em bảo ui mùi tầm thường thế, như kiểu con râu on eye của nữ,
nhiều chị em rất là thích. Nhưng mà với những anh em mà đã chơi rồi, hoặc là với kể cả những cái bạn nữ đã chơi nước hoa rồi, thì các bạn thấy mùi đấy nó khá là bình thường. Nên là đây sẽ là một trong những cái vai mùi như vậy. Tại vì những sản phẩm của nhà Kilian ấy thì cũng không có sản phẩm nào quá là hardcore hay là kiểu nặng về sáng tạo cả, mà vẫn có xu hướng là tiếp cận phần đông thị trường nhiều hơn. Thì đó là một cái điều lưu ý dành cho những bạn nào chơi về nước hoa mà có xem video của mình thôi. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái hiệu năng của em này. Blue Mon ở trên da mình thì có một cái hiệu năng khá là tốt. Ở trên da thì nó lưu được khoảng tầm 6 đến 7 giờ. Đây là một cái độ lưu khá ổn dành cho một cái vai mùi kiểu mát và có hơi hướng kiểu có cái nét cả ambosan nữa. Nó cũng không quá là kiểu hời hợt yếu ớt như là con Rowan Eye. Đó, thì đây là một con mà các anh em có thể hoàn toàn sử dụng được tốt vào mùa hè. Về cái độ tỏa thì con này nó tỏa khá là nhẹ, tầm nửa cánh tay thôi. Và sau khoảng tầm 1 đến 2 tiếng thì nó sẽ giảm dần, và dần dần nó trở thành một mùi skin scent. Thế nên nếu như bạn muốn mùi hương gọi là thu hút hơn cho đám đông thì các bạn nên xịt nhiều. Nhưng mà xịt nhiều thì cũng cân nhắc một chút về thời tiết nhá. Về cái thời điểm khuyên dùng của em này thì các bạn hoàn toàn có thể mặc vào những ngày hè. Mình đã mặc vào một cái ngày mà Hà Nội nóng nhất trong cái thời gian gần đây. Đó là một hôm trời Hà Nội buổi trưa tầm 36-37 độ. Và mình không hề có cảm giác khó chịu với mùi hương này. Có thể là do mình xịt lúc đấy khoảng tầm cách 2 tiếng rưỡi rồi, nên em nó vẫn khá là vừa phải. Độ tỏa nó cũng đã thu hơn so với ban đầu rồi. Nên là với mình thì con này kể cả 36-37-38 độ các bạn hoàn toàn có thể mặc được. Nếu như các bạn có cái xu hướng là kiểu di chuyển cứ ở trong nhà và ngoài trời, chứ không phải là kiểu ngoài trời suốt. Và một cái nữa đó là con này nó sẽ phù hợp để cho các bạn đi những cái buổi party ở ngoài biển này, hoặc là các bạn đến những cái buổi mà buổi tiệc nhưng mà nó không mang cái yếu tố nặng nề kiểu quá là lịch sự, quá là chỉn chu và có cái hơi hướng classic. Và cái mùi hương này nó sẽ phù hợp cho các bạn có thể là mặc một chiếc quần short này với những chiếc sơ mi đũi hoa lá cành để đi biển, hoặc là các bạn có thể mặc với những chiếc quần Âu nhưng mà với chất vải mát, với những chiếc sơ mi hoặc kể cả với những chiếc polo thì nó rất là ok. Còn bảo là kiểu mặc áo phông kiểu oversize thì mình có vẻ không hợp lý lắm, vì mùi hương này nó vẫn có một cái sự kiểu chỉn chu dành cho những bữa tiệc có hơi hướng kiểu châu Âu nhiều hơn, thay vì là những cái bữa tiệc mà kiểu chúng ta ăn mặc nó oversize, nó quá là trẻ trung và có cái xu hướng kiểu bùng nổ, kiểu thu hút, kiểu nhạc quẩy thì nó không phù hợp lắm. Nên là con này thì đúng như cái tên cũng như là cái ly cocktail và những cái concept về mùi hương này mà Kilian chia sẻ, thì mình thấy rằng là các bạn nam nếu như các bạn làm những cái nghề như kiểu sale, như kiểu là tư vấn thứ hay bán hàng mà nó có một cái sự chỉn chu lịch sự mà các bạn ngại mặc những cái mùi như kiểu Bleu de Chanel hay là kiểu Paranôm Intense vì nó quá nồng, thì đây là một trong những lựa chọn hoàn toàn đổi gió. Có chăng hơi đắt tại vì nó chỉ có 50ml thôi, nhưng mà nếu như các bạn mua chiết hay là kiểu refill thì con này cũng khá là ok. Mình đánh giá là nếu như ở cái phân khúc này mà các bạn đi làm ngoài kia không quá nhiều người xịt nước hoa, mà kể cả có xịt thì cũng còn loanh quanh mấy cái con quốc dân, thì đây là một trong những con đổi gió rất hợp lý, thể hiện được cái signature scent rất là tốt. Yeah, chấm điểm cao khi mà try down. Và Blue Mon của Kilian có nên mua hay không? Với người dùng cá nhân thì chắc chắn đây là một trong những con đổi gió rất ổn, đặc biệt là độ tuổi ngoài 23 đã ra đi làm như mình đã nói, thì các bạn hoàn toàn có thể mua được. Và mình dự đoán con này cũng trở thành quốc dân của cái line Kilian The Liquors. Nhưng mà không biết là liệu có sản xuất đều hay không, nhưng mà nếu như sản xuất đều thì chắc chắn đây sẽ là một con cực kỳ hot trong mùa hè vài năm tới luôn. Đấy, hợp với anh em office văn phòng lịch sự sale nhá. Đó, còn với người chơi thì cũng có thể là một cái trải nghiệm khá là hay nếu như các bạn đủ bình tĩnh để có thể xem nó dry down. Còn về top note thì có vẻ mình không thích cho lắm. Đó là toàn bộ cảm nhận của mình về Blue Mon Kilian Jingle Dash, một trong những cái mùi hương mới ra mắt trong năm vừa qua. Và nếu như các bạn đã thử của em nó, rất là mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Và đừng quên việc like, share, ấn nút chuông theo dõi nhận được nhiều mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.